Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với BinC Gaming. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi game Mark và để tìm ra một cái những cái seed mới, nhiều tài nguyên mới và những cái vũ khí mạnh hơn cho các bạn nha. Và hôm nay mình đã xuất hiện ở đây rồi, ấn phím M, chúng ta đang ở giữa bản đồ. Ok, mình sẽ đi tìm xem là cái seed này nó có cái đồ vật vật dụng gì to tốt không. Thì xuất hiện ở đây chúng ta có rất nhiều loại quặng, adamantit, than, obadium. À, rất nhiều luôn. Có một cái mỏ đằng kia, nó có hai cái xe đây. Thì mình sẽ đến mở hai xe đầu tiên. Một cái xe này thì có ba cái arrow này. Chúng ta đang có được arrow ở đây. Mở này, có táo nha. Đấy, bạn nào mà thích chơi cái ship này thì có thể xem clip mình xong thì các bạn có thể dùng cái mã của cái ship này để nhập vào trong trò chơi của các bạn. Mình đang ở giữa bản đồ và cái con tàu nó cũng không quá xa. Táo tiếp. Ở đây có một cái mỏ, chúng ta sẽ chạy thẳng vào cái mỏ này. Cái bản đồ này mình xuất hiện thì có rất là nhiều gỗ Fergus, đắc hoa, tất cả các loại kim cương, loại nào cũng có luôn nha, không thiếu gì cả. Và đây chúng ta đã tìm thấy một cái mỏ, mình sẽ chạy thẳng cái chỗ mỏ này. Đi vào bên trong mỏ này xem là có thể loot được đồ gì không. Ok, cái mỏ ở đây rồi. Giờ chạy vào cái hòm này. Đây, than nha. À, quặng sắt. Rời khỏi khu mỏ thì đằng xa kia có một ngôi nhà. Mình cứ mờ. Đấy, chúng ta đang đi bên phía này. Có rất nhiều gỗ ở đây. Gỗ wood, táo này. Đây là một cái bản đồ màu đỏ. Nếu các bạn nào thích chơi cái bản đồ này thì có thể dùng cái mã code của mình. Bản đồ này khá là nhiều đồ đấy các bạn ạ. Không có thiếu gì đâu. Rất nhiều xe dương đồ và ngôi nhà. Các bạn có thể vào đây để loot đồ. Ôi, có hai viên đá đây. Bánh mì vàng. Ok luôn nha. Rất nhiều gỗ để xây nhà. Mình sẽ chạy thẳng đến cái chỗ này. Đây, có hai cái dương đây, mình sẽ chạy đến cái dương này để mình mở xem sao. Có rope này, đá này, cũng có khá nhiều đồ hay lắm. Chưa tìm thấy vũ khí. Bên cạnh đây còn một ngôi nhà nữa, mình sẽ chạy thẳng đến ngôi nhà này. Trên đường đi thì chúng ta có thể nhặt hết những cái đồ ở đây nha. Có táo rồi, mình sẽ ăn táo để chạy nhanh hơn. Chỗ này nó cực kỳ nhiều Fergus luôn á. Fergus mới lại Brickwood. Một khu rừng Fergus và Brickwood. Ok. Rope. Ở đây còn một ngôi nhà nữa, tôi sẽ chạy thẳng đến chỗ ngôi nhà này. Ok, ngôi nhà đâu? Có một cái bàn chế tạo ở đây. Chest, bánh mì. Ở đây còn một cái giường nữa hay sao á? Đâu nhỉ? Đây. Mình có vừa nhìn thấy rừng xong. Đây là một khu rừng Fergus và Brickwood. Đây, mình sẽ chạy thẳng đến chỗ cái xe này. Trời sắp tối rồi các bạn ạ. Mình sẽ chạy thẳng đến xe này nha. Mitsub. Chúng ta có thể dùng cái Mitsub để ăn. Hiện tại thì trên đỉnh núi đây còn một cái ngôi nhà nữa, mình sẽ chạy lên đây. Trời đã tối rồi, chúng ta phải lấy gì ra tự vệ đã. Đây. Mình đang tự vệ bằng một viên đá. Ở đây có cái cordon này. Trong cái ngôi nhà này thì sẽ có áo gỗ. Con quái nó đến rồi nha các bạn. Đó. Ôi, chạy thôi.
đấy là cái ship chúng ta trừ 19350034384 này. Cái ship này thì nó cũng có độ khó cao đó, nhưng mà đây nó sẽ là có một cái khu rừng ở tài nguyên gỗ chúng ta cực kỳ nhiều luôn. Bạn nào mà thích chơi cái ship này thì hãy có thể chạy vào chơi cái ship này đến cùng với mình nha. Những cái ngôi nhà, có nhiều ngôi nhà nút đồ nhưng mà nó hầu hết sẽ chỉ là đồ ăn thôi. Ở đây được, chúng ta đang gần về phía con tàu đây. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Các bạn xem clip mình thấy hay hãy nhớ like và đăng ký kênh của mình nha, để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo và tìm ra thêm nhiều ship mới cho các bạn chơi. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.